Hôm nay thì em có lên sóng cho các bác một cái mẫu xe không hốc xăng các bác nhé. Về thông thường các video của bên em lên cho các bác thì đều là những cái mẫu xe hốc xăng. Nhưng cái mẫu xe buổi sáng ngày hôm nay lên sóng cho các bác chỉ có động cơ 2.0 thôi. Và cái mẫu xe không hề hốc xăng. Cái thương hiệu của bên em là thương hiệu những dòng xe hốc xăng. Đây là xe sang nhưng mà lại là một cái dòng xe tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, xe đến từ thương hiệu của Đức. Với cái tầm tiền thì khá là ok các bạn. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu nhưng lại được là xe sang, chạy cực kỳ sướng luôn coi nhá. Vâng, cái dòng xe này thì chạy rất là sướng các bạn. Động cơ nó chỉ có 2.0 thôi. Đấy, một cái thương hiệu các bạn thấy là Audi. Audi động cơ chỉ có 2.0 thôi. Mà giá thì các bạn biết ạ, 315 triệu thôi coi nhá. Một cái dòng xe sedan động cơ 2.0 giá 315 triệu. Đấy, Audi A6. Dòng này thì bác nào chạy thì biết là chạy nó là sướng tê người luôn. Nếu mà cái dòng Audi này, đấy, cảm giác đạp ga nó rít tình rịt luôn, sướng lắm. Mà giá thì phải nói là tầm bây giờ như bên em đang bán cái mẫu xe này là 315 triệu, giá cực kỳ êm các bạn. Đấy, 3.000 nội thất của Audi. Đấy, ghế da của nó là ghế da zin theo xe còn rất là đẹp. À, những cái chi tiết thì em sẽ quay cho các bác xem nhé. Bác nào mà thích cái dòng này thì chạy là ổn, ổn áp và ok luôn đấy. Đấy, nội thất các thứ là rất là đẹp. Đấy. Đấy, em quay cho các bác hết chi tiết đầy đủ hết. Audi A6 2010. Đấy, 315 triệu thôi. Giá êm cực kỳ mà xe thì bao cho các bác là xe rất là đẹp. Những chi tiết em sẽ quay kỹ nữa. Để bác nào chốt thì có thể chốt luôn trên điện thoại được. Bởi vì xe con này thì mua về là sẵn dùng thôi, không phải làm gì cả. Những cái chi tiết thì đầy đủ hết các bác nhá. Đầy đủ hết chi tiết. Nội ngoại thất thì em sẽ quay cho các bác luôn. Đấy, bác nào cũng như anh chị nào mà ưng cái dòng xe này thì có thể lấy mẫu xe Audi A6 này mà chạy này. Chạy cho cảm giác lái cho nó sướng các bạn. Dòng xe sang này cảm giác lái nó sướng hơn dòng xe phổ thông nhiều. Chạy nó đầm xe, chắc xe. Mà thương hiệu cũng nổi tiếng mà form dáng xe cũng đẹp. Đây, các bạn thấy không? Audi phong cái logo của nó nhìn đã đẳng cấp. Các bạn logo nhìn đã đẳng cấp. À, bây giờ có 315 triệu thôi. Chả có xe nào rẻ hơn dòng xe này nữa cả. Hợp lý cực kỳ về giá luôn. Hợp lý về giá cũng như là về chất lượng của xe. Đây nha coi nhá. Đấy, bác nào cũng như anh chị nào mà ưng cái dòng này thì alo cho em. Đấy, xe thì giá 315 này em bao hồ sơ vận chuyển cho các bác luôn. Đấy, hàng ghế phía trước này. Hàng ghế phía sau này, các bác này nhìn đây. Đây. Quá là đẹp đúng không? Giá cực kỳ êm của lốp của. Đây, là răng đây. Đấy, sơn xi thì em đánh bóng rồi, nội thất thì rửa dọn sạch sẽ rồi. Mua về các bác chỉ có sẵn sử dụng thôi. Các bác nhá.